Thầy xin chào tất cả học sinh khối 9. Hôm nay chúng ta học môn công nghệ chính. Các em mở sách giáo khoa ra, trang 40, sách công nghệ chính. Bài chính: thực hành lắp đặt mạch điện hai công tắc ba cực điều khiển một đèn. Như vậy thì bài này được chúng ta học trong 2 tiết, 2 tuần. Phần thứ nhất, chuẩn bị dụng cụ gồm có kìm tuốt, kìm cắt, kìm mũi nhọn, tua vít, phân mồi, thước kẻ, bút chì, phít thử điện, vân vân cho một nhóm. Còn về vật liệu và thiết bị, chuẩn bị cho thầy 4 mét dây điện, 2 công tắc 3 cực, 1 cầu chì, 1 bóng đèn, sợi đốt, 1 đuôi đèn phù hợp, 2 bảng điện, giấy nhám, băng keo, phụ kiện đi dây, vân vân. Trên màn hình thầy trình chiếu công tắc 3 cực, mặt trước và mặt sau, cầu chì hợp, bảng điện, vân vân. Chúng ta sang phần 2, nội dung và trình tự thực hành. Một nhỏ là vẽ sơ đồ lắp đặt. A nhỏ, chúng ta tìm hiểu về sơ đồ nguyên lý. Thầy mời các em nhìn sơ đồ nguyên lý hình 9.2 sách giáo khoa công nghệ chính, trang 41. Lưu ý cho thầy hai vấn đề. Thứ nhất, khi cực động của hai công tắc cùng ở một vị trí 1 hoặc 3 thì đèn sáng. Ngược lại, khi cực động của hai công tắc ở các vị trí 1 hoặc 3 thì đèn không sáng. Bây giờ chúng ta tìm hiểu về sơ đồ nguyên lý. Đầu tiên là dây pha sẽ được nói về cầu chì. Cầu chì sau khi ra sẽ được nối với chốt số 2 của công tắc 1. Ở đây nó sẽ xảy ra hai trường hợp. Thứ nhất, nếu chúng ta nối về chốt số 1 của công tắc 1 thì khi nối vào chốt số 2, số 1 của công tắc 2, hoặc là chúng ta nối chốt số 3 của công tắc 1 với chốt số 3 của công tắc 2. Còn chốt số 2 của công tắc 2 chúng ta nói về đèn, và một đầu đèn được nói về dây trung tính. Phần B nhỏ là vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện. Thứ nhất là chúng ta vẽ hai dây nguồn gồm có dây pha và dây trung tính. Dây pha ký hiệu chữ A và dây trung tính ký hiệu chữ O. Và chúng ta sắp xếp bảng điện. Thứ nhất gồm có gì? Cầu chì, công tắc 3 cực. Bảng điện thứ hai gồm có một công tắc 3 cực và bóng đèn ở giữa hai bảng điện. Sau khi sắp xếp các thiết bị xong, chúng ta bắt đầu nối dây. Từ dây pha chúng ta nối về cầu chì. Trường hợp thứ nhất, nếu chúng ta nối chốt số 1 của công tắc 1 với chốt số 1 của công tắc 2. Trường hợp thứ hai, nếu chúng ta nối vào chốt số 3 của công tắc 1 thì sẽ được nối vào chốt số 3 của công tắc 2. Chốt số 2 của công tắc 2 sẽ được nối về một đầu của đèn, và đầu còn lại của đèn thì được nối về dây trung tính. Như vậy thì sơ đồ lắp đặt này rất là quan trọng và cần thiết để cho các em dựa vào đây tiến hành lắp đặt mạch điện. Thầy lưu ý chúng ta là nhìn lên màn hình, các em vẽ lại sơ đồ này cho một cách chính xác, cẩn thận
Số 2 nhỏ là bản dự trù, dụng cụ, vật liệu và thiết bị. Các em nhìn vào ở cuối của cái trang 41. Về nhà các em sẽ ghi đầy đủ thứ tự của các cái dụng cụ, tên dụng cụ, vật liệu và thiết bị, cũng như số lượng và các yêu cầu kỹ thuật mà những bài trước chúng ta đã làm. Phần số 3 nhỏ là phần hết sức quan trọng, đó là lắp đặt mạch điện. Như vậy thì muốn lắp đặt được mạch điện, chúng ta sẽ nắm được các cái quy trình lắp đặt. Quy trình này gồm có 5 bước. Thứ nhất là vạch dấu. Bước thứ hai là khoan lỗ bảng điện. Bước thứ ba là lắp đặt thiết bị điện của bảng điện. Bước thứ tư là nối dây mạch điện. Và bước cuối cùng là chúng ta kiểm tra mạch điện của chúng ta được kín chưa, mối dây chắc chắn chưa, an toàn chưa, vân vân. Thì đó là toàn bộ nội dung thầy đã trình chiếu. Đó là phần lý thuyết và thời gian còn lại các em sẽ thực hành. Bây giờ thầy sẽ tóm tắt lại các cái nội dung chính. Thứ nhất là các em sẽ trình bày lại các bước vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện. Bước thứ hai, chúng ta sẽ vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện như thầy đã trình chiếu ở trên. Và phần thứ ba là vẽ sơ đồ quy trình lắp đặt mạch điện. Bây giờ chuẩn bị các nhóm đầy đủ các thiết bị vật liệu để thực hành. Chúng ta xem lại sơ đồ quy trình, xem lại các bước lắp đặt mạch điện và quan trọng là sơ đồ lắp đặt mạch điện. Khi chúng ta nắm vững được sơ đồ lắp đặt mạch điện thì chúng ta tiến hành lắp đặt mạch điện một cách là chuẩn xác. Thì bài học đến đây kết thúc. Thầy chúc các em ngoan, học giỏi và chúc các em thành công và lắp được mạch điện đạt hiệu quả đúng như yêu cầu đề ra. Xin chào các em.